Đây là một nhân vật hết sức thú vị. Tất nhiên là các bạn biết anh ấy là ai rồi, nhưng mà nếu các bạn đọc cuốn sách này á, qua những cái dòng mà chị Hoài viết về người đàn ông này, thì có lẽ đây có lẽ chính là cái người trong cái câu hát tôi vừa nhắc đến á, về đến bên em cho em quên đi nỗi đau ngày ấy. Xin cảm ơn anh Chín. Chị Hoài, trong những phút đầu tiên cuốn sách của mình đến với khán giả, chị có những chia sẻ gì ngay lúc này ạ? Thật ra Hoài nói dở lắm, có thể cái bản làm sao cho Hoài viết được không? Hoài viết hay hơn. Thật ra thì Hoài chia sẻ một tí là cái quyển sách này Hoài làm không phải là trong một cái thời gian ngắn, mà thời gian rất là dài. Quyển sách này được khi hoàn thành xong là tròn 4 năm rưỡi. Nó không phải, ban đầu Hoài viết quyển sách này nó không phải là ý định là viết sách, mà ý định là giải tỏa cái, đầu tiên là giải tỏa cái tâm lý của mình mỗi một ngày trong cái cuộc sống. Và những cái ngày đầu tiên trong cuộc sống khó khăn, có nhiều bất hạnh, thì cái người mà cùng chung và hiểu rõ nhất đó là Quốc Thiên. Hoài vào Quốc Thiên và Dương Mỹ Linh, Hoa hậu Dương Mỹ Linh giờ thì cũng ở Mỹ, thì là ba đứa chơi với nhau suốt từ mấy năm rồi, ngay từ cả ba đứa thì chẳng là gì cả. Và đến ngày hôm nay thì trong quyển sách mà Hoài phát hành ra đó có rất nhiều những người bạn cùng đồng hành với Hoài trong suốt một quãng đời, từ những cái niềm vui, nỗi buồn, và họ là những người rõ ràng nhất và chứng kiến rõ nhất trong cái cuộc sống của Hoài. Là người thật sự rất là mở, rất là thoáng, nhưng đối với bản thân mình thì rất là nguyên tắc và kỷ luật, và Hoài không cho phép mình có quá nhiều thay đổi khi mà cuộc sống nó đã bình yên rồi, và Hoài muốn nó bình yên như vậy. Thậm chí ngay cả những cái mình thiệt thòi mình cũng muốn nó bình yên như vậy, và mình cố gắng tới một ngày nào đó mình rất là ức chế, mình cũng không biết giải quyết ở đâu, trong khi chung quanh mình thì thật ra thì giới showbiz rồi khách hàng mình cũng không biết là người ta chỉ thích nghe những cái điều đẹp đẽ, thích nghe những điều vui vẻ thôi, không ai thích nghe than phiền những cái chuyện buồn cả. Rồi mình phải than phiền bằng cách nào cho nó văn minh. Cái than phiền văn minh nó khó lắm quý vị, tại vì mình không muốn cho người ta biết hết cái chuyện nhà của mình nó xấu xa rồi, nhưng mà mình lại muốn nói nó ra thì mình phải nói nó bằng cách nào, và mình không hư cấu nó, mình vẫn thực tế, mình nói bằng một cách nó nhẹ nhàng hơn, bằng những câu chuyện mà mình theo cái dạng mình cảm nhận, theo cái dạng bản văn, để cho người ta hiểu được là đây là một cái câu chuyện và trong đó có thật sự là có cái cuộc đời mình nó dính vào trong đó, thì thật sự là khó. Và Hoài viết cái cuốn sách này nó không có theo một cái thứ tự nào cả, cứ là hứng lên là viết, gặp cái chuyện gì trong hàng ngày là mình viết, viết vô tội vạ, viết tùm lum hết. Và quý vị có tin là Hoài viết nguyên một cái cuốn sách này chỉ bằng cái điện thoại của mình thôi, không có bằng cái ngồi nghĩ hay viết nháp hay gì hết, hay sửa gì hết. Thì rất là nhiều những fan trên Facebook, bạn bè nói là ồ sao viết hay quá, sao không viết sách đi, nhiều người nói. Thì Hoài cũng để ngoài tai, tại vì mình viết ba cái đồ tào lao sao mà viết sách được, trong khi người ta viết hay tới cỡ nào mà Hoài đi ra Hoài mua Hoài đọc, mà đôi khi Hoài đọc Hoài còn cảm thấy nửa cuốn mình đã chán rồi, huống hồ chi mà ai mà coi hết cái quyển sách của mình. Thì cho đến một ngày thì hai bạn trong team của Hoài, trong đó có bạn Toàn, mới nói là em thấy là tất cả những cái gì chị viết bao nhiêu năm qua nó quá trời luôn, tại sao chị không tập hợp nó lại thành một quyển sách. Và Hoài mới nói là Hoài chẳng biết tập hợp nó từ cái lúc nào, thì thật sự mình cũng có chuyên môn, mình là tay em. Thì Toàn nói thôi để em giúp chị, em sẽ làm ra một cái quyển sách cho chị. Và Hoài là người luôn luôn hiểu chậm một việc. Hoài rất là thông minh, khi mà có một cái việc gì đó Hoài xử lý rất tốt và Hoài hiểu nhanh, nhưng mà lúc nào cũng chậm một nhịp, có nghĩa là người ta đã làm xong rồi mình mới nhìn vô là mình thấy người ta đang làm mắc cái lỗi đó, người ta phải làm như vậy nó tốt hơn nè. Nhưng mà tới bản thân mình không phát hiện ra mình sẽ phải làm cái đó trước, đó là Hoài. Và Toàn đã làm ra sắp xếp lại từ chương 1. Thì khi Toàn sắp xếp lại á, Hoài nhìn vào đó sắp xếp về là cũng được, lỗ hổng nó quá trời luôn. Tại cái lúc mình viết nó không có liền mạch với nhau, từ cái câu chuyện này mà sang cái câu chuyện số 2 nó không có dính nhau. Và lúc đó trong vòng khoảng cỡ 3 tháng là Hoài tăng cường viết để lắp vào những cái chỗ trống của quyển sách, những cái đoạn trống đó mình phải nó như thế nào. Và thật sự thì ngày hôm qua có một buổi phỏng vấn thì có một bạn hỏi câu rất là hay, đó là quyển sách trong đây bao nhiêu phần trăm là hư cấu, và Hoài tự tin để nói rằng 99% trong quyển sách là sự thật. Nghĩ quý vị đọc thì quý vị, những bạn bè ở đây còn là thân với Hoài không đọc thì sẽ nhìn vào sẽ thấy thật sự là như vậy. Đấy, cái này thì cũng muốn làm thêm, và đến từ những cái lúc nào ấy, trong cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời thì chị nhận thấy rằng là cái sự mạnh mẽ đó nó bắt đầu lấn át dần cái yếu tố là đàn bà bé mọn trong con người mình, để chị bứt ra khỏi cái mà chị gọi là những cái mơ ước vần mơ về thanh xuân để thực sự để thành con người như hôm nay. Ngay cái thời điểm mà một người đàn bà khi mà họ gặp một cái bất trắc gì ở ngoài xã hội thì họ nghĩ đến đầu tiên là cái gì? Họ nghĩ đến đầu tiên là gia đình, về gia đình của mình. Nhưng mà khi có một ngày bạn đi làm về mà bạn muốn quay cái đầu xe đi muốn khác mà không có về nhà, mà ngoài xã hội thì lại rất là, cái thời điểm đó Hoài cảm thấy nó rất là kinh. Mình không biết là lúc đó là những cái năm xuôi tháng hạn gì của mình không biết, nhưng mà mọi thứ nó đều quay quanh mình hết, và mình cũng không có ai để chia sẻ, không có một cái gì đó để có thể mình níu. Thì Hoài mới nghĩ là thật sự ra mà nói những đứa con đó là một cái điểm tựa, và đó là làm cho một người phụ nữ họ có cái sức mạnh rất là tinh khủng. Và Hoài nghĩ rằng nếu như mình có một cái bất trắc gì con mình làm sau đây, trong khi người đàn ông mình không có thể nào mình tin tưởng để mà mình có thể lo cho con mình, thì Hoài chỉ biết là cứ nằm trước để mà bước tiếp, phải sống làm sao cho cái cuộc đời của mình nó đáng phải sống. Vì bao nhiêu năm rồi, năm từ 18 tuổi cho đến năm ngoài 40 tuổi, Hoài không có sống cho bản thân của Hoài, mà chỉ sống cho cha mẹ đầu tiên, em út đầu tiên cho tới, xong rồi tới chồng, tới con. Bản thân mình không có gì cho mình cả. Tới một lúc mình nhìn lại tại sao mình muốn đi học, có những cái trong cái sự nghiệp của mình mà nó thăng tiến nhanh quá, trong khi bản thân mình theo không kịp, mình quản lý không kịp. Thì cái tính ngoài cái gì cũng học, mình thấy cái lỗ hổng mình phải sắp tập đi học liền, và cứ mỗi lần đi học vậy bi kịch lại xảy ra với mình. Mình không được quyền tự do đó, mình không được quyền tự do, trong cái tự do đó của mình là mình vun đắp cho cái hạnh phúc nó tốt hơn, cái tương lai nó tốt hơn. Và từ lúc đó Hoài nhận ra là cái cuộc sống này nó không phải của mình nữa, mình không còn vui với nó nữa, mình phải làm cái gì đi, mình không tiếp tục nó thì chẳng ai cứu mình hết, và mình không có quyền mình không tiếp tục. Vậy thì mình hãy tiếp tục bằng một cái cách nào đó không biết, nhưng mà mình phải đi, mình phải đi, mình không được đứng dừng tại chỗ. Còn ai níu chân mình được thì níu, còn không được thì cứ rớt làm sao ráng chịu. Và lúc đó Hoài nghĩ vậy, và Hoài vừa đi học Anh Văn, vừa đi học mọi thứ, những cái bi kịch xảy ra. Hoài nói cái cuốn sách này thì Hoài khéo léo một tí, Hoài không có bao giờ trên báo chí hoặc là ở trong sách để mà đi nói cái chuyện gia đình, cái thứ mà nó nặng nề cả. Nhưng mà sự ra nó rất là bi kịch cho Hoài, và Hoài nghĩ Hoài rất là có cái tinh thần thế, chứ nếu không ngày đó không thì sẽ đi. Và đây là những đứa con của Hoài đây chứng kiến hết. Và cái cuộc chia tay này cũng là con nói để mẹ mạnh mẽ hơn, con nói rằng là mẹ nên chia tay rồi, mẹ nên sống cho mẹ, mình nên tìm hạnh phúc của mẹ. Thì lúc đó mình nói chung mình lại mình nói mình cứ ở trong cái vòng tròn đó hoài, mình loay hoay mình không bước ra được, và người ngoài họ sẽ nhìn thấy, con mình nhìn thấy và nó biểu mình hãy bước ra đi. Và thế là mạnh mẽ một lần nữa mà bước ra khỏi cái cuộc đời mình. Và trong cái giai đoạn bước ra Hoài có 5 năm độc thân. 5 năm độc thân đó thì rất vui quý vị ạ. Mình sống cho bản thân mình đi học, mình đi làm, mình làm những cái đó thì mình muốn. Nhưng mà đôi khi có những lúc mình buồn, mình cô đơn, mình vẫn cần một người đàn ông. Trong gia đình vẫn có một người đàn ông thì nó thực hành với gia đình. Mình mạnh mẽ, mình nói vậy thôi, em chẳng cần ai cả, em thế này thế nọ. Nhưng mà đôi lúc về, quý vị có biết tối về, ví dụ như mặc cái áo như thế này, mình kéo dây kéo mình cởi xuống không có được, mình cởi tới đây rồi mình cởi không được, mình tức quá nắm cái áo, tức quá kéo xuống mình muốn khóc luôn. Lúc đó thì mình nghĩ tại sao mình có ai giúp mình hết, nếu như mình có một người đàn ông có thể họ sẽ giúp mình kéo được cái áo này xuống. Có một một ngày ngồi trong nhà tắm mình khóc tủm bơ cái kiểu đó, và không phải là vì mình đế, nhưng mà mình được người ta cua nhiều quá mình cũng tổn thương lắm quý vị, nhất là những người đàn ông có vợ cua mình. Hoài từ bước chân ra là được săn đón, được các anh người mọc về chiều chuộng rất nhiều, nhưng mà Hoài nhìn ở đó đó là sự tham lam, được cái sự gọi là họ thích cái của lạ đó, và Hoài cảm thấy mình tổn thương cho những người, trong đó có những người là chồng của bạn mình nhưng vẫn nhắn tin, vẫn đú trò với mình hết. Mình không hãnh diện vì điều đó, mình cảm thấy mình tội nghiệp. Người ta thấy cái sự thiếu thốn đó của mình và người ta lợi dụng cái sự thiếu thốn đó của mình. Hoài nói cái vấn đề này là tại vì ở trong sách có những cái đoạn viết về đàn ông hơi bị khá là gay gắt, cho nên nếu mà mọi người không hiểu nhìn vào sẽ nói là không biết cái bà này bả hận thù vì đàn ông mà bả viết xong mà nó nặng quá. Không, Hoài viết trong tay đàn ông là một số đàn ông mà Hoài đã từng tiếp xúc và Hoài rất hiểu về họ, thì Hoài muốn viết ra để cho có thể những cái độc giả của Hoài đọc họ có đâu đó những cái mà đã đụng chạm tới những cái trường hợp giống như Hoài thì họ sẽ sực nhớ lại và đừng làm cho mình bước qua một cái bước để lặn xuống cái hố đó. Nhằm tới như vậy, tại vì Hoài vậy thôi là gần nhà nhau mà, cái sáng trong khu đi Hưng, cái đó là gọi cái Hưng nhắc con thôi cô, rồi thôi thấy anh ngồi anh chăm cho mấy đứa con, anh chăm luôn con hơn nữa, nghĩa là ảnh vẫn tại vì hai đứa con, hai đứa con gái nó bé, anh ngồi muốn ăn nó thì cái đồ bà nó sẽ chồng bà chứ nè, nghĩa là bà hay đi tới cái nỗi thật là nó như vậy, nghĩa là con vượt qua để mà thân gần cho bà nhà nhận thân mình nằm. Thì thật sự nó đúng là phụ nữ thì có những cái góc khuất và đứng riêng là bà nói những bậc thái độ của mình mới cảm thấy là sao bà hay quá vậy, sao bà chịu đựng được gần ấy năm cũng được. Nhưng mà cái mà thôi rất là trân trọng của Hoài đã từng rất đau khổ, rất là từng gọi là bế tắc với cái hôn nhân của mình, nhưng bây giờ mỗi khi Hoài nhắc về anh ấy, Hoài vẫn nhắc bằng những cái ba đúng kiểu ba của con thôi. Sinh nhật nó, ổng gửi gì về cho nó, Hoài kể hơn vậy hết. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không có dễ xíu nào. Nhất là ví dụ như khi mà ai đó mà đã làm cho mình tổn hại từ thể chất đến cả tinh thần, nhưng mà đến khi Hoài nhắc về như vậy thì tôi thấy là cái sự bao dung, cái đó là Hoài không nhận ra đâu. Nhưng mà ví dụ như thôi là người ngoài người ta thấy là nếu như Hoài thật sự không có một cái sự bao dung, Hoài đã không thể nào nói về người cũ của mình một cách như vậy. Hay kể cả trong những cái hoạt động kinh doanh, làm việc ở đó của Hoài, Hân cũng biết được khá nhiều, và hình như là Hoài ít có thằng hỏng về một cái vấn đề hay là một ai đó, mà lẽ ra theo tôi nghĩ thì mình sẽ phải rất là dậm dững khi nói về điều đó. Thì chính vì cái bản lĩnh đó của Hoài mới tạo được Hoài với ngày hôm nay. Hoài cũng một cái người mà ngày càng xinh đẹp ra và có thể ngồi viết lại những cái trang sách của cuộc đời mình với một cái thái độ rất là bình thản và chia sẻ cho những chị em phụ nữ khác biết được một cái con đường của những người phụ nữ có thể trải qua làm như thế này. Đã tôi nghĩ nếu không có một cái tinh thần thép lẫn một cái sự bao dung nhất định trong bản thân của mình, Hoài đã không có thể ra được những sách nữa. Đấy, mọi người nghe chị Ánh Thư chia sẻ, và trong cuốn sách này có mấy cái chương chị Hoài có nói về bản thân mình cũng như cách mọi người nhìn về chị. Chúng ta thấy ở ngoài rõ ràng mọi người biết chị Hoài đấy, ở ngoài đây là người phụ nữ rất là mạnh mẽ, nhìn ở ngoài thật những đôi khi trông rất là dữ nữa, thì như thế này biết thì đó thì em nghĩ chơi nhau mấy lần chứ bà rất là độc đoán đấy. Vậy mà đằng sau đấy, vậy mà mạnh mẽ như thế vẫn có những lúc yếu đuối đằng sau. Còn chẳng cái câu chuyện mà giống như câu chuyện là ông Lỗ ông đánh tôi, chẳng tôi gọi bà qua xem, là chuyện này có thể nhiều người không biết, thậm chí nhiều không nghĩ là một người như Thu Hoài lại có thể trải qua cái chuyện đó. Cho nên là cuối cùng thì đã có thể thoải mái để viết ra cuốn sách này. Và có một cái rất hay như vấn đề chị Hoài có nói là mặc dù là có những ông đàn ông thực sự là tệ thật đấy, nhưng mà tôi vẫn rất cần đàn ông. Ở trong cuốn sách này có những trang rất là trân trọng dành cho đàn ông. Và có một cái đoạn nữa thực sự tôi nghĩ đọc cái phần này cũng rất là hay. Nó là chia sẻ dưới góc độ là người làm cha làm mẹ, mà nó hoàn toàn không giáo điều. Bởi vì sau này mọi người đọc báo, chị phỏng vấn chị Hoài về những đứa con của mình, chị nói rất là nhẹ nhàng, mọi người ôi chắc chị là hiện đại nhỉ, chị dễ dàng chấp nhận những đứa con mình với những cái xu hướng nó rất khác biệt, và mọi người rất là tôn ca ngợi chị vì cái điều đó. Nhưng mà phải đọc cuốn sách này mọi người mới hiểu, để có thể đến một ngày có cái thái độ đó thì không phải là dễ dàng, và có những cái giới hạn nào một người làm cha làm mẹ có thể chấp nhận được, có những cái điều họ không chấp nhận được nhưng họ buộc phải chấp nhận, và có thể khi bị ở thế buộc phải chấp nhận thì dần dần họ cũng sẽ quen. Tức là có những phần rất là hay mà không bị giáo điều. Cái này là tôi nghĩ nhiều người sẽ cảm ơn chị Hoài khi đọc cái chương về làm cha làm mẹ này, vì nó hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân mà không phải ai cũng có thể có được. Cảm ơn Thơ rất là nhiều. Đấy, phải là bạn bè, chị em, bạn gì, hàng xóm láng giềng như thế chia sẻ, nó mới thêm được nhiều góc nhìn về nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Thơ. Bây giờ thì mọi người, anh tên hôm nay thì trong buổi nói ngày hôm nay thì ngoài bạn bè của Thu Hoài thì có rất nhiều các anh chị phóng viên báo giới nữa. Thực ra đấy là điều mà mình định nghĩ là muốn anh Trí chia sẻ. Thì các cuốn sách này thì mọi người cũng sẽ đọc thôi, cũng sẽ thấy hình ảnh của anh Trí trong này. Nhưng cái đấy, cái chúng ta ngồi đây nói rất nhiều về Thu Hoài, về cả những mạnh mẽ và yếu đuối của Thu Hoài. Nhưng hầu hết thì đều là những người biết Thu Hoài qua công việc thôi. Mọi người rất dễ cảm nhận thấy cái điều đó. Còn với anh là một người rất gần gũi Thu Hoài trong cuộc sống và bên ngoài công việc. Hoài của chúng ta là người như thế nào? Xin lỗi nhà tôi đang cái việc của anh Amber là có những cái anh muốn nói mà, bởi vì anh tin thì không có là nó khó nói là Hoài trước mắt lúc mà mới quen Hoài là Cổ là một người rất down to earth, thì giống như là nếu mà Hoài ngồi với một người đó, Hoài sẽ không nghĩ tới về cái vị trí, về cái tên tuổi. Hoài sẽ nói chuyện người ta cũng như là hai người bằng nhau, không có ai trên ai, mà cái đó mình phải nhận. Tại vì cái lòng vậy á, khi người ta ngồi nói chuyện mình thấy thật dễ thân. Mà cái đó là cái lần đầu tiên mà anh rất ngưỡng mộ mẹ và thương em vì đó. Hoài thứ hai là sự tất cả những Cổ làm là vì con cảm. Và Hoài nói là anh đó, Hoài nói là trong đời của em á, em là một người là biết làm không? Thì đương nhiên không thể làm số 1, nhưng mà công việc để làm để lo cho con. Thì con cái làm số 2, em sẽ anh sẽ luôn số 3, nó ok chấp nhận. Đương nhiên, nhưng mà mình nghe vậy là tốt, tại vì mình không muốn hơn con cái, mình muốn mình thổi luôn nghĩ tới con cái. Và tất cả ai mà đã tiếp xúc với Hoài là biết là Hoài rất nhiệt tình và chơi với cái lòng, mà sẽ không bao giờ làm gì mà để hại ai. Thì mình cũng mình thương Hoài vì điều đó. Có nhiều cái mình muốn nói nhưng mà chưa nói được, hay là có để tắm về xong rồi. Đó là để trình dịch cuốn sách cho anh đọc xong thì anh sẽ hiểu hơn. Nhưng anh có biết là mình xuất hiện trong cuốn sách này không? Anh có biết là mình được nhắc đến, được mention trong cuốn sách này không? Có, không biết, nhưng mà không biết nhắc kiểu nào. Xin cảm ơn anh Trí rất là nhiều. Và có lẽ một người mà chúng ta rất là nên nghe chia sẻ ngày hôm nay. Đây là người được xuất hiện, tức là xuất hiện có lẽ với tần suất là nhiều nhất trong cuốn sách này, được dành hẳn cả một chương và những bài viết và đây thực sự như là rút ruột ra để viết về nhân vật thú vị này. Và có lẽ là người chứng kiến tất cả những cái thăng trầm trong cái giai đoạn mà báo tố nhất trong cuộc sống của Thu Hoài, không ai khác đó chính là con trai của chị Thu Hoài. Tin, xin mời Tin. Em đã đọc cuốn sách này của mẹ chưa? Chưa. Em có biết là mẹ viết về em trong cuốn này không? Thì em nghĩ là sẽ biết thôi, nhưng mà không biết bao nhiêu. Biết cái gì thì em chưa biết. Thực tế thì trong này thì ngoài những cái trải nghiệm của bản thân của mẹ em, thì cái gọi là cái người ngoài được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn này chính là em. Em là người được nhắc đến nhiều nhất với một cái tỷ lệ, một cái số trang nhiều hơn tất cả những cái nhân vật khác. Đấy thì như vừa nãy cô anh Thơ có nói, mọi người cũng có chia sẻ là có những cái thăng trầm rất là lớn trong cuộc sống của mẹ em, và có lẽ em là người đã chứng kiến. Thì ngày hôm nay ở đây thấy mẹ có thể tươi tắn như thế này để kể lại câu chuyện cuộc đời của mình. Em có chia sẻ với mẹ, với em, mọi người thế. Thì nói chung là cái cuốn sách này thì em chưa có đọc qua, và cũng thật sự thì không có biết là nói về cái vấn đề nhiều, nhưng mà cuộc sống của mẹ thì chắc chắn là em được chứng kiến nhiều nhất rồi, vì mẹ có em cũng rất là trẻ, coi như là bằng em bây giờ là em đã lớn rồi, nên là coi như là gần như em chứng kiến gần như là cả nửa cuộc đời của em tới bây giờ. Thì cuộc hôn nhân đầu tiên của mẹ là với ba em đó thì ra sao chị không có biết được. Thì khi mà vừa có em là ba mẹ đã ly dị rồi, vừa em vừa ra đời thôi, thì nên là em cũng cho tới bây giờ luôn thì thật sự em cũng không có một cái gì đó về với cái ba ruột của mình được, này thật sự cũng không có gặp, nên em cũng có đánh giá nhiều về cái vấn đề về ba ruột của mình. Em chỉ chứng kiến nhiều nhất là về cái cuộc hôn nhân thứ hai là với ba ruột của hai đứa em. Thì thật sự thì cái bạo lực gia đình là cái vấn đề mà em thấy nhiều nhất trong cái gia đình của mình từ còn nhỏ cho đến lớn. Có những cái khoảng cách mà nó như trong phim vậy đó, là trong phim Sao Lánh Ngoài Đời nó vậy, là chén dĩa đổ bể rồi cái nhà băng tao không còn cái gì hết. Thì em với lúc đó là chưa có nhóc nhỏ, chỉ có em với bé gái thôi, thì hai đứa nó em nhỏ nó không có làm được cái gì, chụp cái mà lại khóc thôi chứ không có biết làm gì hết, khóc ré lên thôi. Mà mẹ mình thì cũng không có làm gì được luôn, thì không, con gái yếu. Mà ba ruột em thì mọi người có thể biết được là có 6 người đàn ông thì cũng không có cản được đâu. Thì những cái đó em chứng kiến rất là nhiều. Thì mãi đến sau này khi em đi du học rồi á, em lớn lên một chút rồi á, thì mình mới thấy mình có can đảm nên mình xen vô cái cuộc bạo lực đó, cuộc cãi vã đó, mình cản ra. Xong rồi nhiều lần cản như vậy rồi em còn mệt, vẫn muốn chi là mẹ mà rồi chỉ hồi là cản thôi. Thì em mới nói là thôi con thấy mẹ có nên tiếp tục cái cuộc hôn nhân gì nữa, thì thấy nó cũng không có vui vẻ gì nữa hết. Thì mặc dù là trong cái thời gian đó thì mẹ với lại ba ruột chia tay rất là nhiều lần, thì mà vẫn quay lại nhau thôi. Thì thứ nhất là vì những đứa con, vì công việc, vì mọi thứ hết. Thì sau đó thì mẹ mới bắt đầu là mẹ tách ra, thì chỉ khoảng có vài năm trở lại. Thì cái đó là cái mà em thấy là mẹ khổ cực rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là về vấn đề nuôi nấng em và mấy đứa nhỏ. Thì thật sự khoảng thời gian em còn nhỏ thì khoảng 2 tháng tuổi, 1 tháng 2 tháng thôi là mẹ đã phải bắt đầu đi nước ngoài du lịch, mẹ đi nước ngoài làm việc rồi. Thì em thì ở đây với lại bà ngoại nuôi. Thì bà ngoại em thì cũng là một người rất là ăn chơi cũng làm khổ mẹ rất là nhiều từ nhỏ đến lớn. Thì em cũng biết được luôn, cũng phải do mẹ kể, tại vì lúc đó thì bà ngoại cũng mới có 40 mấy thôi. Nhà là truyền thống là có con sớm lúc đó là bà ngoại là mới 40 mấy thôi. Thì trong cái thời gian mà nuôi nấng em thì bà ngoại cũng cờ bạc rất là nhiều, thì thiếu nợ cũng nhiều. Thì mẹ cũng phải, mẹ thì ở xa, ở Đài Loan, thì vừa ở đây lo cho em biết mẹ ngoại có nuôi nấng như thế nào hay không, có ổn hay không, mà mẹ thì không có về được do là vấn đề làm việc bên đó. Nhưng mà em hãnh diện một cái là em chưa có ngày nào phải bỏ học vì cái vấn đề tiền nong hết. Thì cho đến em học từ lớp 1 cho đến lớn thì không có ngày nào em phải mà bỏ học hay là ngày nào thiếu tập, ngày nào thiếu cây bút, em đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Thậm chí em có còn đi học thêm nữa. Thì cho mãi đến khi mà mẹ với lại ba ruột về Việt Nam mà làm việc hết, thì sau đó vài năm đó mẹ có dư giả thêm. Thì lúc đó là cái việc mẹ nghĩ tới đầu tiên là mẹ nói chuyện với em để em đi nước ngoài học. Thì em cảm thấy rất là hãnh diện và biết ơn vì cái điều đó, là vấn đề học hành của con cái và cái điều mẹ ưu tiên nuôi là em và cái đứa nhỏ. Thưa quý vị, trong sách có một đoạn về anh Đàm Vĩnh Hưng. Hoài nói về cái vấn đề nợ nần của mẹ anh Đàm Vĩnh Hưng, và lúc đó thì cộng đồng mạng rất là nhiều. Lúc một cái chuyện của anh Hưng xảy ra thì cộng đồng mạng vào chửi bới anh Hưng rất là nhiều, nói là anh Hưng chiêu trò bia. Thật sự tại sao trong đây có những câu chuyện, có những nhân vật Hoài không phải là bà Tám, mà Hoài là những người, một là mình đã nằm trong cái hoàn cảnh đó, hai là Hoài là cái người đã từng chứng kiến sự thật của cái sự việc đó, nên Hoài là cái người mạnh mẽ nhất để mà lên tiếng cho họ. Và những anh chị quý ở đây, Hoài nghĩ quý ở đây cái là những cái gì đối với bản thân Hoài á, Hoài chỉ biết đúng và sai, ngoài ra Hoài không cần biết cái gì xung quanh đó, cái gì mình cảm thấy mình đúng thì mình sẽ làm. Cho nên có những cái câu chuyện trong đây của Trấn Thành, Haniwo, của anh Đàm Vĩnh Hưng, Hoài cũng một thân một mình lên tiếng ở trên mạng xã hội. Lúc đó thì chẳng ai dám lên tiếng đó, thì quý vị biết rồi đó. Ở trong Soviet khi có chuyện lớn thì việc đầu tiên họ tự bảo vệ bản thân mình trước. Và Hoài là cái người mạnh mẽ lên tiếng, cho nên những anh chị đó cảm thấy là cô này sao cá tính mới lên tiếng. Không phải là mình cá tính, thì mình là cái người đã ở trong trường hợp đó. Cũng quay lại giống như chuyện của Tiên nói, thì cái chuyện này Hoài chưa bao giờ Hoài chia sẻ ở trong Soviet hay tất cả bạn bè của Hoài, vì đây là chuyện riêng và là mẹ của mình. Nó thì suốt bao nhiêu năm đến bây giờ Hoài cũng luôn lo lắng cho mẹ mình đầy đủ, mặc dù mẹ mình sai rất nhiều, sai không thua gì mẹ của anh Hưng. Cho nên lúc mà anh Hưng xảy ra chuyện, Hoài rất là thương anh Hưng, rất là đồng cảm với anh Hưng. Anh Hưng quá ức cho cái chuyện đó, Hoài cũng vậy thôi. Nhưng mà anh Hưng nổi tiếng hơn, cho nên những cái chuyện anh Hưng bị người ta làm thì nó nhiều hơn Hoài. Cho nên khi quý vị đọc trong sách này có những cái nhân vật ở trong đó không phải là những cái chuyện hư cấu, đó là những cái chuyện có thật của họ, và Hoài là cái người sẽ chứng kiến cái chuyện đó. Câu chuyện đó này cô Tin vừa kể nó nằm ngoài cái phạm vi cuốn sách này, thì nó là quyển ngoại truyện rất là thú vị. Và trong này có một cái phần chị Hoài chia sẻ rất là xúc động người đọc, đó là phần chị nói về người bà của mình. Bà tức là người mẹ thì như vậy, như cô Tin vừa kể, nhưng mà chỉ có một người bà rất là tuyệt vời, bà dành tất cả những gì cho đứa cháu của mình, lo cho từng tí một con động, bà rất là thương, nên là bà dành từng đồng một, từng tờ 500, 1.000 rồi là may vào trong áo của mình, dành giấu đi, giấu cô dì chú bác. Người ngoài nhìn vào thì thấy nhà này cũng không có nỗi nào, và cũng có cơ ngơi nhưng hóa ra là của người khác, chứ không phải là của chị Hoài, và dành cho đứa cháu. Nên có những cái trang rất là trân trọng dành cho bà. Không biết giờ bà còn không chị? Bà mất năm mà Hoài vừa gọi là mình vừa có được một chút gì đó để thoải mái thôi trong cuộc sống, thì lúc đó là bà vừa mất. Đấy thì mọi người có thể đọc cái cuốn sách này thì có lẽ là lần đầu tiên mà chị Hoài chị mở lòng nhiều như vậy, mặc dù vẫn có những điều chị nói là chưa thể kể ra, nhưng mà hôm nay cô Tin kể mất rồi. Thì mọi người sẽ biết thêm được nhiều hơn chân dung của chị Hoài. Đó thì tất cả những cái nhân vật mà Hoài viết ở trong đây á, là Hoài đã từng, mỗi nhân vật đã từng một lần Hoài đưa những câu chuyện này lên hẳn trên trang Facebook cá nhân của Hoài, và sau này Hoài đưa vào trong trang sách. Thì những cái sóng gió gì khi mà Hoài viết lên trang Facebook cá nhân nó đã xảy ra rồi, cho nên là đến bây giờ Hoài đưa vào trang sách này thì có thể gọi là miễn dịch, cho nên nó đã từng và người ta đã đọc, người ta đã biết. Cho nên khi đưa vào những sách này thì Hoài nghĩ nó cũng an toàn, và Hoài cũng đã gửi trước cho những nhân vật đó xem qua. Còn về cái việc mà những người họ có những cái hoàn cảnh khó khăn, và khi họ đã thành công thì họ lại từ bỏ đi cái quá khứ của mình. Thật sự chẳng ai từ bỏ cái quá khứ của mình được cả, chỉ là muốn và không muốn nhớ mà thôi. Hoài viết những câu chuyện này không phải kể lễ cuộc đời mình khổ như thế nào, gia cảnh mình ra sao. Quý vị đọc qua trong đây thì quý vị sẽ thấy Hoài rất là cố gắng hết sức để dùng từ để người ta nhìn vào, đừng có cái chữ tội nghiệp Hoài ở trong đó, tại vì chẳng có gì tội nghiệp cả. Nhưng mà Hoài muốn hãy viết nó ra một lần, mình hãy một lần nhìn thẳng vào quá khứ và mình khép nó lại để mình sang một trang mới nó tươi đẹp hơn. Trong quyển sách này không có phần của người yêu của Hoài trong đó, cũng không có phần có những cái nụ cười trong đó, có chăng những nụ cười vẫn còn là những cái mơ ước dở dang ở trong trang sách này. Hoài hy vọng nếu như có thể, chỉ nếu có thể thôi, có những trang, có những cuốn sách sau này Hoài ra thì chắc chắn nó sẽ là những cái trang tươi đẹp hơn, và khi mình đọc mình sẽ cười mà không rơi nước mắt. Tôi sống bên ngoài á, khi mà bước ra một cái buổi sáng đi làm về ở ngoài là lúc mình tập cũng vừa nó vui hết và sẽ vui về cho các quyền của mình, cho bằng nghiệp của mình, cho nhân viên của mình. Vì thật ra đến con người này con số mình cũng vui. Kính thưa quý vị, buổi ra mắt cuốn sách Đàn bà phố thị của Hoa hậu Thu Hoài xin phép được bắt đầu.